Xin chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, với các bác một cái sản phẩm tiếp theo. Nhìn như này thì chắc chỉ có một số bác đoán được đây là cái sản phẩm gì. Xin giới thiệu với các bác, đây chính là cái gọi là huyết linh đây, hay còn gọi là máu của con khỉ sau khi mà nó sinh đẻ. Ở trên các vách núi người ta cạo lại, cạo về đấy. Thì mùi vị của cái huyết linh nó rất là đặc trưng. Cái thứ nhất là nó có cái mùi rất là khai và hôi đấy. Ngâm vào rượu thì đặc trưng của cái mùi này nên cũng cảm giác là hơi khó uống. Thông thường thì chỉ cạo được thành những cái trên vách núi đá thì cạo được những cái vệt nhỏ một thôi, thì sau khi gom lại thì nó sẽ trở thành một cái tảng to như này. Thì tùy theo vào mùa sinh nở của khỉ mà người ta sẽ thu được các cái loại huyết linh. Vậy thì huyết linh có những tác dụng gì? Theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi ấy, thì huyết linh có một số cái tác dụng như sau. Một đấy là chữa trẻ con chậm lớn, biếng ăn. Hai là dùng làm thuốc bóc ngoài khi mà bị đau hoặc là ngã. Và cái thứ ba nữa là dùng để chữa chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều, vô sinh. Thì có một số cách chữa như cụ thể như sau. Chữa trẻ con chậm lớn, biếng ăn, huyết linh sấy khô tán nhỏ ra, các bác trích ra một chút, các bác là sấy khô tán nhỏ ra, sau đó là cho vào cháo cho trẻ con ăn, mỗi lần dùng từ 1 đến 2 gram để chữa trẻ con chậm lớn, biếng ăn. Do cái mùi này nó rất là khó chịu cho nên là thường là chỉ cho vào 1 hoặc 2 thìa cháo để đút cho trẻ con ăn, thì may ra cháu mới ăn được. Người lớn mình ngửi cái mùi này đã thấy hơi khó chịu. Hai nữa là nó còn có cái vị tanh nữa. Dùng thuốc xoa bóp ở ngoài. Dùng thuốc xoa bóp ở ngoài thì các bạn cũng sấy khô, tán nhỏ và thường thì cho vào rượu. Như đây chẳng hạn như tôi làm một ít đây này. Các bác nhìn chắc nó hơi khó. Đấy thì cho một ít, càng đặc càng tốt, xong các bác có thể bóp vào ngoài. Cái này đặc biệt tốt đối với những cái vết thương bị đau, sưng, tấy, kể cả là đau chân tay cũng bóp rất tốt các bác. Ngoài ra thì một số nơi còn dùng để chữa cả cái vết thương hở. Một số người đi rừng thì người ta tiết lộ kinh nghiệm rằng là dùng cái loại này bôi kể cả vết thương hở và sau đó uống thêm một chén rượu huyết linh gì nữa thì cái việc cầm máu và cái việc khỏi vết thương rất là nhanh. Tuy vậy thì khi cho vào vết thương hở thì nó sẽ có một cái độ sót nhất định. Cái thứ ba của cái huyết linh này chính là cái việc dùng để chữa cái phụ nữ kinh nguyệt không đều, thấy kinh đau bụng trước khi hoặc sau khi hành kinh, đau lưng. Huyết linh này dùng một chút xíu thôi, sấy khô tán nhỏ, cho vào rượu hoặc là cho vào nước uống trực tiếp hoặc cho vào cháo ăn, miễn làm sao mà dùng được. Thì một lần, một đợt điều trị thì kéo dài từ 5 đến 10 ngày, cũng có thể là lâu hơn. Hoặc dùng cho phụ nữ về vô sinh và về kinh nguyệt cũng không đều. Những cái bài thuốc này thì thuộc vào những bài thuốc cổ truyền, chúng tôi chỉ giới thiệu tóm tắt như vậy. Các bác có nhu cầu sử dụng cái huyết linh này thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932340345. Ngoài ra thì huyết linh còn có một tin đồn là thần dược cho những bệnh cường dương, thì cái này cần phải có những khảo chứng thêm. Các bác nào mà đã dùng rồi mà thấy cái việc cường dương thì đúng thì các bác hãy comment cho chúng tôi hoặc là thông báo cho chúng tôi để chúng tôi được biết về tác dụng này. Hơn nữa thì qua nghiên cứu về huyết linh thì chúng tôi nhận thấy là huyết linh có một số cái tác dụng rất tốt về cái việc chữa trị những cái máu đọng ở bên trong cơ thể
Thì tôi thiết nghĩ rằng cái huyết lình này có thể dùng để chữa những bệnh nhân mà bị ứ đọng máu ở bên trong. Có thể là những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não cũng sẽ dùng tốt vì nó có cái tác dụng trục ứ rất là hay. Ngoài ra thì một số các tác dụng khác thì cũng mong các bác đóng góp để chúng tôi phát hiện được cái tác dụng của huyết lình. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi. Các bác có nhu cầu sử dụng huyết lình thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 340 345. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.